Throw that thing from left, right, side to side. All my friends are here. Play my favorite song right back on top. And we never stop. Music bumping, we just keep on rolling. No, we never stop. Shake, shake, shake your honey till the morning. Let me hear you say I'm ready. Come on, now slide, slide, slide to the bar. Shine, shine, shine like a star. Let me hear you say I'm ready. Come on, now slide, slide, slide to the bar. Shine, shine, shine like a star. Yeah, I said I wanna see you slide, slide, slide. Lên đất còn hành gì đó. Là cái tác là
Đạp vào với Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Và chắc hẳn là sau khi theo dõi bộ phim xong thì quý khán giả sẽ có rất là nhiều những cung bậc cảm xúc, đúng không ạ? Đúng không ạ? Yeah. Mình có thấy là bộ phim hay và rất ý nghĩa, không ạ? Và xứng đáng để quay trở lại để theo dõi bộ phim thêm lần nữa, không ạ? Bộ phim này có đủ cảm xúc không các bạn ơi? Này. Chú lựa con tại chú nhỏ con bằng con á. Dạ Lê Thị Na, đúng rồi ạ. Cảm ơn bạn nhiều. Còn ai hỏi không, tôi ở đây tôi lấy tiếp nè. Anh ông Đạo ơi, ông đặt một câu hỏi với ông Đạo ơi. Còn một phần quà nữa, ông Đạo đặt rồi. Cái này khó lắm, mà hỏi cái này khó lắm, ai chú ý mới biết được. Chơi luôn chú ơi. Anh Đạo, hỏi nghề. Bây giờ hỏi nghề thằng con tôi là thằng đây cũng làm nghề gì. Thằng con tôi hết chơi vậy. Con chú sao? Con của chú mà. Bây giờ, từ đây đi ha. Ở đây đi hai vợ chồng đây đây hỏi nè. Dạ phụ hộ. Phụ hộ. Nghe phụ hộ. Dạ đúng rồi. Dạ xin gửi một phần quà. Rồi. Ok. Ok các bạn ơi. Ông kính chính đấy ạ, camera chính đây nha cả nhà. Nhìn vào đây nha, cùi tôi nha. Chúng đó Quảng Ngãi đó.
Ủa nghĩa là bỏ tổ được ta. Ở nhà lo tập tuồng để hát dỗ tổ cho mình. Mình 15 mẹ, 8, 9, 10, diễn rồi. Tối mùa rồi. Thôi, ngày 2, ngày 3 đi trước đi rồi. Rồi, đá ở nhà. Nó làm cái gì?